Mến chào các bạn. Và video hôm nay sẽ tiếp tục chủ đề triển khai firewall BFSense trên ảo hóa. Và trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật dịch vụ ICMP trên cổng WAN của firewall BFSense để các bạn có thể đứng từ bên ngoài và các bạn có thể bin vào cổng WAN của firewall BFSense. Và tính năng này sẽ giúp cho các bạn dễ dàng kiểm tra được cổng WAN của BFSense đang hoạt động hay là không. Và để có thể bin được tới cổng WAN của firewall BFSense thì chúng ta cần bật dịch vụ ICMP. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Hiện tại tôi đang đứng ở bên ngoài cổng WAN của firewall. Tôi sẽ kiểm tra cho các bạn xem. Hiện tại tôi đang sử dụng trên máy tính có IP là 192.168.1.100. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi bin tới địa chỉ IP của firewall BFSense. Các bạn thấy không? Hiện tại đang là request timeout. Rồi bây giờ tôi sẽ bin -t luôn nha. Và bây giờ tôi sẽ truy cập đến firewall BFSense thông qua IP local và tôi sẽ mở dịch vụ ICMP trên cổng WAN. Hiện tại tôi đang đứng trên máy tính có IP là 70.70.70.20. Rồi bây giờ tôi sẽ truy cập vào firewall BFSense. Sau khi truy cập vào firewall BFSense xong, chúng ta sẽ vào menu firewall và chúng ta sẽ chọn rule. Bây giờ chúng ta cần bật trên interface WAN. Vì vậy chúng ta sẽ click chọn vào WAN. Nếu các bạn muốn bật trên plan thì các bạn sẽ chọn là plan. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn là WAN. Và tôi sẽ click vào S. Đầu tiên là action, chúng ta sẽ chọn là pass. Tiếp theo sẽ là interface thì chúng ta sẽ chọn là WAN. Rồi tôi sẽ kéo xuống. Địa chỉ IP thì chúng ta sẽ chọn là IP version 4 nha. Còn protocol thì chúng ta sẽ chọn là ICMP. Và bên dưới thì chúng ta sẽ chọn mặc định là any nha. Và suộc thì chúng ta sẽ chọn là any. Rồi tiếp theo là destination thì chúng ta sẽ chọn là WAN address. Và lý do tại sao chúng ta chọn suộc là any và destination là WAN address, bởi vì khi các bạn chọn suộc là any thì khi các bạn đứng bên ngoài cổng WAN hoặc là các bạn đứng bên trong hoặc là các bạn đứng trên plan của firewall BFSense thì các bạn bin tới destination là WAN, dịch vụ ICMP sẽ mở ra cho các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập phần mô tả, đó là Open ICMP on WAN. Rồi chúng ta sẽ lưu lại. Và chúng ta sẽ bấm Apply Change. Và bây giờ các bạn sẽ thấy rule các bạn vừa khai báo nằm ở đây. Và bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại. Các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta quay lại từ bên ngoài nè. Chúng ta bên thì đã bắt đầu thấy được địa chỉ IP WAN của firewall BFSense rồi. Ok, và video này là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy chia sẻ cũng như bấm vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo nha.